Thuyền chào mừng quý vị đã đến với bản tin tối ngày 13 tháng 6 trên kênh truyền hình FBNC. Trong phần đầu tiên của bản tin, chúng tôi xin chuyển đến quý vị các thông tin chính như sau. Ngày 13 tháng 6, hai bộ trưởng đầu tiên đăng đàn trả lời chất vấn trước Quốc hội. Thủ tướng yêu cầu dừng các công trình phụ trợ sân golf Tân Sơn Nhất. Dự kiến phát sinh 350.000 tỷ đồng nợ xấu trong 5 năm tới. Thưa quý vị, vào ngày 13 tháng 6, Quốc hội khóa 14 khai mạc phiên chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 3 dưới sự điều hành của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân. Theo đó, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Nguyễn Xuân Cường và Bộ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch Nguyễn Ngọc Thiện sẽ là hai người trả lời chất vấn đầu tiên. Kết thúc phần chất vấn của Bộ trưởng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn, ông Nguyễn Xuân Cường có 43 đại biểu đặt câu hỏi chất vấn, 11 đại biểu tranh luận lại và 22 đại biểu chưa được hỏi do đã hết thời gian. Phải gửi câu hỏi để Bộ trưởng trả lời chất vấn bằng văn bản. Các thông tin được Bộ trưởng trả lời sẽ được công khai trên cổng thông tin của Quốc hội. Liên quan đến nội dung chất vấn, thương hiệu nông sản Việt, vấn nạn phân bón giả và nổi cộm chính là cuộc khủng hoảng thừa thịt heo là ba trong số rất nhiều vấn đề để đại biểu Quốc hội quan tâm và đặt câu hỏi chất vấn trong phiên đăng đàn đầu tiên của Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường. Trong phiên buổi chiều, Bộ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch Nguyễn Ngọc Thiện là thành viên thứ hai của Chính phủ trả lời chất vấn của các đại biểu. Những vấn đề nóng quanh chuyện quy hoạch du lịch, quản lý văn hóa đang được rất nhiều đại biểu quan tâm. Phiên chất vấn và trả lời chất vấn của Quốc hội sẽ tiếp tục diễn ra trong 2 ngày, 14 và 15 tháng 6. Cũng trong phiên trả lời chất vấn sáng nay, thì Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn nhận định có hai nguyên nhân chính gây ra cuộc khủng hoảng thịt heo thời gian vừa qua. Liên quan đến cuộc khủng hoảng thịt heo trong thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Nguyễn Xuân Cường đưa ra hai lý do. Thứ nhất, thời gian qua, sức sản xuất của chúng ta tăng trưởng quá nhanh cả về thịt, sữa, cá trứng, dẫn tới sức cung vượt quá nhu cầu. Hiện nay không riêng thịt heo tăng rất mạnh, mà nhiều nông sản khác cũng tăng hàng chục lần trong vài năm qua. Riêng thịt heo đã tăng 3,6 lần, sữa tăng 15 lần, cá từ 1,8 lên 3,4 triệu tấn, v.v. Nguyên nhân thứ hai là tổ chức ngành hàng chưa tốt, khâu liên kết trong sản xuất chế biến kém, dẫn tới tiêu thụ chủ yếu là thịt tươi, không còn phù hợp với thực tế hiện nay. Mặt khác, về tổ chức thị trường, chúng ta mới chỉ xuất khẩu được một lượng nhỏ lợn sữa, lợn thịt, chủ yếu xuất tiểu ngạch sang Trung Quốc. Tóm lại, chúng ta mới chỉ làm được một phân khúc, còn hai phân khúc khác chúng ta rất kém, trong đó có trách nhiệm của ngành nông nghiệp. Để giữ được thị trường châu Âu cho các sản phẩm gỗ xuất khẩu của Việt Nam, một trong những giải pháp lâu dài cho các doanh nghiệp Việt là đầu tư xây dựng những vùng nguyên liệu gỗ hợp pháp. Đây là khuyến nghị của Viện Chính sách và Chiến lược Phát triển Nông nghiệp Nông thôn tại hội thảo đẩy mạnh xuất khẩu đồ gỗ và thủ công mỹ nghệ vào thị trường châu Âu diễn ra sáng nay. Theo bà Bùi Thị Việt Anh, Viện Chính sách và Chiến lược Phát triển Nông nghiệp Nông thôn, một khi hiệp định đối tác tự nguyện về thực thi lâm luật, quản trị rừng và thương mại lâm sản, gọi tắt là VBA Black Tea được thực thi, EU sẽ không cấp phép nhập khẩu với các sản phẩm gỗ không đạt chứng chỉ này. Trong đó, thách thức lớn nhất với Việt Nam là phải đảm bảo sử dụng nguồn gỗ hợp pháp. Tại Việt Nam, nguồn gỗ nguyên liệu chủ yếu phụ thuộc vào nhập khẩu. Ước tính trung bình mỗi năm Việt Nam nhập khẩu từ 4 đến 4,5 triệu mét khối gỗ. Số gỗ này có nguồn gốc từ hơn 100 quốc gia và vùng lãnh thổ khác nhau, nên việc truy xuất nguồn gốc với số gỗ này còn gặp nhiều thách thức. Riêng với gỗ sản xuất trong nước, do rừng rồng phân tán nên tỷ lệ gỗ có chứng chỉ trồng hợp pháp chỉ chiếm khoảng 2 đến 3% trong tổng số gỗ được khai thác hàng năm. Do đó, Viện Chính sách và Chiến lược Phát triển Nông nghiệp Nông thôn khuyến nghị các doanh nghiệp cần tăng cường kiểm soát nguồn nguyên liệu gỗ hợp pháp. Cụ thể, các doanh nghiệp cần tăng nhập khẩu nguyên liệu tại các quốc gia có mức độ rủi ro thấp, thực hiện khai thác gỗ hợp pháp hoặc tham gia đầu tư vào các vùng sản xuất nguyên liệu gỗ hợp pháp trong nước. Châu Âu là một thị trường lớn của ngành đồ gỗ và thủ công mỹ nghệ Việt Nam, với kim ngạch xuất khẩu đạt hơn 740 triệu đô la Mỹ trong năm 2016. Đây cũng là thị trường xuất khẩu lớn thứ tư của Việt Nam sau Hoa Kỳ, Nhật Bản và Trung Quốc. Vào ngày 12 tháng 6, tại cuộc họp thường trực chính phủ về việc xem xét phương án mở rộng sân bay Tân Sơn Nhất, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã giao Bộ trưởng Bộ Quốc phòng chỉ đạo dừng tất cả các công trình liên quan đến hạ tầng phụ trợ sân golf Tân Sơn Nhất. Thủ tướng cho biết rất ghi nhận và trân trọng ý kiến của các đại biểu Quốc hội, cử tri, các nhà khoa học, cơ quan báo chí và Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh về việc mở rộng sân bay Tân Sơn Nhất. Trên cơ sở các ý kiến này, Thủ tướng đã quyết định khẩn trương nghiên cứu làm thêm đường băng số 3 tại sân bay Tân Sơn Nhất. Thủ tướng giao cho Bộ Giao thông Vận tải chủ trì thuê tư vấn nước ngoài tiến hành làm việc độc lập để nghiên cứu đánh giá khảo sát mở rộng sân bay Tân Sơn Nhất sao cho đảm bảo khách quan trung thực nhất về hiệu quả đầu tư, hiệu quả sử dụng đất, báo cáo kết quả cho Thường trực Chính phủ vào cuối năm nay.
Đồng thời, Thủ tướng cũng giao Bộ trưởng Quốc phòng chỉ đạo dừng tất cả các công trình liên quan hạ tầng phụ trợ sân golf Tân Sơn Nhất như trường đào tạo năng khiếu golf, khu biệt thự, chung cư cao cấp cho thuê, v.v. để chờ các cơ quan tư vấn và các nhà khoa học xem xét trước khi quyết định. Theo chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, tại cuộc họp, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cũng khẳng định vì mục đích mở rộng sân bay Tân Sơn Nhất, nếu cần, Bộ này sẵn sàng bàn giao đất quốc phòng để làm việc này. Trong chương mục con số mỗi ngày nay, chúng tôi muốn nhắc đến con số 350.000 tỷ đồng. Theo Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Lê Minh Hưng, với mức tăng trưởng dư nợ đầu tư nền kinh tế bình quân 16% một năm, dự kiến nợ xấu phát sinh thêm trong 5 năm tới, giai đoạn 2017-2022 là 350.000 tỷ đồng. Để duy trì mục tiêu kiểm soát nợ xấu dưới 3% thì nợ xấu cần xử lý trong 5 năm tới, theo ông Hưng, sẽ lên tới con số 640.000 tỷ đồng. Như vậy, bình quân mỗi năm phải xử lý 130.000 tỷ đồng. Đối với vi phạm xử lý nợ xấu, một số đại biểu có ý kiến chỉ nên áp dụng đối với các khoản nợ được ghi nhận trước ngày 31 tháng 12 2016. Tuy nhiên, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước cho rằng nếu chỉ giới hạn như vậy sẽ tiếp tục vướng mắc về cơ chế, bởi nợ xấu luôn tiềm ẩn phát sinh hàng ngày song hành với hoạt động tín dụng. Và phần tiếp theo của bản tin, chúng ta sẽ cùng đến với các thông tin chính như sau. Bão Merbok đổ bộ vào Trung Quốc ảnh hưởng đến miền Bắc Việt Nam. Xu hướng tự thiết kế nhà ở lên ngôi tại các khu đô thị.